行世间洒脱驱走恶土，情和仇天尽每步，同行决心一战没有归途，脱洒的碧血青天看到，交心知己生死相随同途，同踏上风沙里肝胆叫好，今生不惜一切未怕煎熬，共你并肩挥我刺刀，荡回在血路，万恶当道，天风便传出恶号，幸有着身边好汉英雄伴我老，飘失于恶道，总有你的沿路，逢你闯劫拜上路，为保疆土。Tâm linh đại ca, báo đi. Hôm nay không đánh thì đợi đến bao giờ? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, xong ra đi, xong ra, bảo đưa đại ca đi, bảo rút đi, bao đi. Đặt lấy nhiều cái, bao.
lo lắng chết đi được. Sao rồi? Tao rồi. Tao rồi. Mau nói đi. Tiêu Đại Như vẫn đang hôn mê. Sao lại không tỉnh dậy được? Yên lặng, để Tiêu Đại Như nghỉ ngơi. Sao vẫn chưa tỉnh? Phải đó. Ông có biết khám bệnh không vậy? Đáng lẽ tiểu đệ nên đi thay đại ca. Lại để ca ca bị trúng độc. Tiểu đệ hối hận vô cùng. Mũi tên đó e rằng ta không qua khỏi. Ca ca, cái chết không đáng tiếc. Có điều ta không an tâm. Ca ca, đừng nói nữa. Hãy uống thuốc nghỉ ngơi. Mai sẽ khỏe lại thôi. Đệ có ý quy thuận triều đình rồi phải không? Tống Minh ca ca, thì tiên dương sốt cao không dứt. Tôi đánh lưu miệng gọi thân kinh, nên là có chuyện lớn cần nhờ. Mau lên. Ca ca, ca ca, tiểu đệ Tống Giang đi. Ta đi đi. Không đỡ ta hiện đệ, không đỡ ta các huynh đệ. Ca ca, từ khi ca ca cứu Tống Giang lên lưng sơn, Tống Giang và ca ca tình như tụ túc.
Có gì ca ca cứ nói ra. Có chuyện này cần giờ đây. Sau khi ta chết, hãy chôn ta ở Lương Sơn, để ngày đêm được trông thấy các đệ. Sao đệ không bằng lòng? Ca ca, tuy Lương Sơn rộng lớn nhưng không bằng sự anh minh trượng nghĩa của ca ca. Cả đời quân trọng nghĩa kinh tài, nên được thương danh thiên sử, không thể để hậu thế xem như là tụi trợ phúc. Đệ, ca ca vui giận, tiểu đệ quá lời rồi. Tiểu đệ cũng gửi cho chúng huynh đệ Lưu Sơn mà thôi. Tiểu đệ muốn nghe ca ca một lời. Nếu không đồng ý lời chiêu an của triều đình thì còn nói đi đào cho Lưu Sơn không? Ca ca, huynh, ca ca, vốn là phục tinh hạ giới, ca ca không thể ra đi. Tiểu đệ vẫn chưa nói hết với huynh mà. Ca ca, ca ca, tiền tiên dương có việc, xin cứ dặn dò. Ca ca có dặn dò điều gì? Ca ca, tiền đệ bảo trọng. Nếu có ai bắt được kẻ bắn chết ta thì hãy để y làm thủ lĩnh cầm đầu Lương Sơn Bạc. Thank you.
Càng càng không thể ra đi. Chuyện muốn cứu Lương Sơn ta còn chưa xong. Còn chưa xong còn. Sống chết là số trời. Các ca, hãy gác bỏ đau thương, lo việc tới trước. Tương tài không thể như vô chủ. Phải đó ca ca. Chuyện gì huynh đệ? Thì Tiền Thiên Vương đã quy tiên rồi. Nhưng việc lớn của sân trại còn chưa xong. Không thể một ngày vô chủ. Bốn bể đều nghe danh của ca ca. Chúng đệ xin ca ca hãy làm chủ trại. Chuyện gì cũng vậy. Chấp tay nghe lệnh. Chúng đệ chấp tay xin nghe lệnh. Chúng đệ chấp tay xin nghe lệnh. Tiếp lúc lòng chung, Tiều Tiên Dương bé tên thề huyền rằng ai bắt được Sử Văn Cung sẽ được tôn là chủ trại. Nhiều khi thấy gà ca chưa lạnh, ta sao có thể quên được. Tấm Giang chưa trả thù rửa hận cho ca ca thì làm sao làm trả chủ quyền. Ca ca, Triều Thiên Vương tuy bẻ tên Tề Nguyên nhưng giờ chưa bắt được hắn. Mà sân trại thì không thể vô chủ. Nếu huynh không ngồi vào ghế đó, chúng huynh đệ đều là thủ hạ của huynh, ai dám ngồi vào kia? Mong ca ca hãy nghĩ lại mà ngồi vào ghế đại chủ. Đợi ngày sau rồi tính tiếp. Quân sư nó cũng phải. Ca ca, ông ca ca hãy ngồi vào ghế đầu. Ca ca con huynh hãy làm trại chủ. Nếu đã vậy thì Tống Văn sẽ tạm nhận tiếp. Để đến khi huynh đệ nào bắt được Sử Văn Cung, dù có là ai cũng sẽ nhận chức này. Không phải Tống Giang không chịu, mà đó là lời tưởng Tiểu Tiêu Dương không thể làm khác được. Ông Bình Cao Ca sẽ huynh lợi thôi có gì. Thì nếu làm trại chủ, huynh có làm hoàng đế đại tống thì có gì không được đâu. Cái tên này đã nói thẳng rồi. Đặt cắt nữa nhà đi. Lý Huy ca ca, đừng sao đâu với tên này làm gì. Ông cao ca sớm ngày dẫn tiếp chủ trì đại sự. Sớm ngày dẫn tiếp chủ trì đại sự.
Nhưng tên Lạc Tăng vì nó không đồng trời chung. Nhưng vào Tăng Đầu bảo sống Sử Văn Cung. Đánh vào Tăng Đầu bảo sống Sử Văn Cung. Không được đâu ca ca. Tư sư, ta là nói gì? Sao sao hả? Quân sơn ca ca, vậy lẽ quân không muốn báo thù cho Triều Thiên Dương. Tăng ca, đương nhiên phải báo thù. Cho nước trăm dân đang chịu tan, không thể nào manh động. Huống hồ Triều Thiên Dương vẫn là chủ trại, ta có thể chậm trễ. Vì ý của quân sư là trước mắt lo xong chuyện tang của Triều Thiên Dương đã. Còn chuyện đánh vào Tăng Đầu cần phải sau trăm ngày của Triều Thiên Dương mới giấy binh được. Nói có lý. Truyền lệnh của ta từ hôm nay toàn thể sơn trại để đế tăng thường dân ca ca 100 ngày, để tăng 100 ngày. Tiền Thiên Dương đã mất rồi, ai cũng buồn vã trong lòng. Nhưng bảo ca ca có quỳ đến bao giờ thì Thiên Dương cũng không quay lại. Nếu ca ca vẫn muốn quỳ thì tiểu đệ cùng quỳ với ca ca. Ca ca quỳ bấy lâu thì tiểu đệ quỳ bấy lâu. Nếu ca ca thấy chưa đủ thì đệ sẽ gọi toàn bộ huynh đệ trong sơn trại đến quỳ cùng ca ca. Cũng học ca ca không ăn uống gì, quỳ đến chuyện chết thì thôi. Hiền đệ, đệ muốn quy thuận triều đình phải không? Đại ca ra đi dỗ dạ. Tiền đồn của chúng huynh đệ sơn trại đóng gian ta sao có thể nào quyết định được. Đối xa của Lưu Sơn chỉ có một, đó là đầu hàng. Đến đại ca ca không hiểu rõ. Nói thì vậy, tuy sơn trại không thiếu gì người võ công cao cường, vũ công cao cường, ý bộ yến thiên trời xanh, nhưng mà danh vọng nhỏ nhoi
Nếu bây giờ yêu anh, thì người ta còn xem chúng ta ra gì? Hơn nữa, nữ kỳ đại ca Tâm Chung nếu lo lắng về chuyện yêu anh, vì muốn thực hiện ý nguyện của Tiểu Tiên Dương để chống huynh đệ, cả đời bị người đời xem như phường trộm cướp, bị đánh tan thì huynh mới cam lòng sao? To gan, biết tin Ngũ Tiên Dương mà đệ dám nói vậy. Chúng huynh đệ Liên Sơn, ai không muốn phần kính yêu Tiểu Tiên Dương, Ngô Dụng nào có ý phỉ báng? Có điều Tiểu Tiên Dương hào khí ngút trời, nhưng chưa từng tính toán dạy lo cho chúng huynh đệ Lương Sơn. Để biết ca ca có kính lâu dài mà đã quan tâm nỗi khổ của mọi người, không thể gì cố chấp mà dứt bỏ hết. Thì Ngô Dụng cũng khuyên ca ca vì chúng huynh đệ Lương Sơn. Không phải tướng gia không muốn hàng, có điều khi để ca ca chưa lành, giờ đứng xuống núi lại không có ai quyền quy, em rằng không phải là một thời cơ tốt để hàng. Nếu ca ca đã có ý này, Ngô Dụng đã có kế gì? Ca ca, ở Phủ Đại Nhân Bắc Kinh có đưa viên ngoại, có biết ca ca nghe qua chưa? Ngọc Kỳ Lân, Lưu Tuấn Nghĩa hả? Chính là y. Y thân thủ phi phạm, dưới đất dùng gậy, nên ngựa dùng giáo, tuyệt đỉnh thiên hạ. Hơn nữa là người giàu có ruộng vườn ngàn mẫu. Ta nghe nói ngày xưa y là tướng tài ở biên cương, giết địch lập công nhiều vô số kể, không hiểu sao giải nháp về quê, cam tâm ở nhà làm viên ngoại. Chuyện đương viên ngoại chủ đề có nghe sơ qua, chuyện này phải kể đến một trận chiến mấy năm về trước. Năm đó là năm đại tống Cửu Châu biên giới nổi trận Can Qua, biến quân đi đôi đánh Sơn Đông, Sơn Tây, cướp Hà Nam, Hà Bắc, các châu phủ khổ vô cùng, đều xin triều đình xuống diện. Triều đình phái khu bậc sử như Đồng Quán làm đại nguyên soái tiên phong, khởi binh chống Tiêu. Tiêu Tuấn Nghĩa là tiên phong cấp dưới của Đồng Quán, khi dẫn ba phương có chiến lược thắng thôi, dẫn quân chống địch, đánh lui quân địch. Chỉ trong mấy ngày, Tiêu Tuấn Nghĩa giành lại Bá Châu, Hùng Châu, Tráng Châu, Kinh Châu, thành ra ba trận. Vừa nghe tên Lưu Tuấn Nghĩa là khiếp vía. Quân Tống thắng trận liên tiếp, quân Liêu thu cuộc bỏ chạy, đến một mạch đến Đằng Châu, Ngọc Tiên. Lúc đó quân Liêu có ngựa nhanh, đến nhanh đi may mắn, tấn công phòng thủ. Lưu Tuấn Nghĩa hiến kế khi và thần Tư Quân Sư Tư Võ tiếp thân dắt một toán binh mã giải làm quân chủ lực, dự địch xuất chiến, dẫn dụ quân Liêu bao vây họ. Dòng Quán Thừa Cơ dẫn đại quân dây thêm một dòng lớn ở ngoài để chúng không thoát thân được. Ta cùng trong ngoài kết hợp cùng nhau diệt địch. Từ đi quả lớn của nước nhà, tên Đồng Quán biết là thế hay, tạo rằng Ngọc Kỳ Lân lập công cao hơn hắn. Muốn chiếm lấy công lao, Lưu Tuấn Nghĩa đã chiến đấu quy dụng cơ chiến trường. Thêm nữa, Thái Kinh Đồng Quán là một lũ gian tặc trong triều, chúng từng hãm hại Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa là bậc trung lương,
không chịu khuất phục, làm đồng bọn với chúng. Đồng phán thần y thấu xương, âm mưu thừa cơ hại Lưu Tuấn Nghĩa, nên đã y chuẩn hướng kế của Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa và Chu Võ huynh đệ làm theo kế hoạch, dù địch đến bao nhiêu, lấy ít địch nhiều, liều mạng tuyệt khổ, đợi đồng phán dẫn đại quân đến. Nhưng đồng phán ganh tị tài năng của y, nên không chịu phát binh, muốn để cho Lưu Tuấn Nghĩa bị chết từ xa trường. Lưu Tuấn Nghĩa chỉ biết chiến đấu trong vô vọng, máu đẫm chiến giáp, mắt lệ quen đi. Bài nạp các chiến sĩ liều chết bảo vệ y, từng người một được phá dòng dây.
Đừng quá. Không thể ngờ rằng Lưu Tú Nghĩa có ngày sống sót trở về. Ngọc Kỳ Lân vừa về đến doanh trại liền bị nhốt vào đại lao. Đồng quán nhìn lấy công phá nghiêu ở huyện Ngọc Điền, tống lên hoàng thượng, dù cáo Lưu Tú Nghĩa tự ý dẫn đến xuất trận và lỡ thời cơ chiến đấu. Lưu Tú Nghĩa kêu quan nhưng không ai dám làm chứng. Dù võ cũng vì bị nhốt vào lao. Sau đó thế nào? Thánh thượng cảm thấy nguyên chuyện này có gian dối, nhưng lại không làm gì được đồng quán. Thường tài Lưu Tú Nghĩa bắt được tội chết nhưng có tha tội sống. Tuy nhà Chu Võ bị đánh 50 trượng và bị đày đi. Giang thần trong triều lòng hành cũng được các bậc trên cao nghĩa cứ. Vừa ra chiếu lệnh, Lưu Tú Nghĩa gục đầu khóc nấc, khóc cho một ngàn danh tướng mất mạng. Y lại nói rõ đồng ý quay lại chiến đấu để báo đến báo đền nước nhà, nhưng mà tiếc thay vì thế đồng quán quá mạnh, không ai dám dùng y nữa, nên đành về trả danh phụ. Lưu Tú Nghĩa quả là hảo hán trung nghĩa, khiến tống nhà ta thật cảm phục. Nếu có được người này, ngồi dần dưới đầu lương sơn bạc chúng ta, như triều đình và cả người đời đều sẽ mở mắt xem trọng lương sơn bạc chúng ta. Các quân đệ trên núi cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Chiêu hàng chúng ta thành một nửa. Những người giống như Lưu Tú Nghĩa, bảo y làm cướp thì khó hơn lên trời. Nếu đâu ta cảm thấy người này được gì, thì đây cũng có cách đây. Có điều sẽ gây khó cho Lưu Diên Ngoại. Nhưng để Lưu Diên Ngoại lên Lương Sơn thì chắc chắn y sẽ hiểu được, cũng sẽ tha thứ cho tấm lòng của chúng ta. Quân sư có cái gì? Ngô Dụng, tên đi đại danh phủ một chuyến, gặp gỡ Ngọc Kỳ Lân, Lưu Tuấn Nghĩa. Quân sư căng căng, cô đi gặp ai vậy? Đừng quên tiếp ngưu ta nhé, phải không, cậu Minh ca ca? Hà Bắc, đại danh phủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
水捧着骤降的雨，任随被风吹荡的天树，归根要看叶落泥壤里，飘进海河上送远的水，飘飘水昨日在暖风里。